kém chất lượng có thể gây ra: A. Tăng huyết áp, khó thở. B. Ngứa, nổi mề đay. C. Nhiễm độc thần kinh. Và D. Chỉ ý A và B là đúng, xin mời. Bố mẹ bố xin, bố đè, bố đè. Bố kìa, bố kìa, bố kìa. Đấy, bố đấy. Đấy, bố đấy. Đấy, bố đấy. Bố đấy. Bố trên kia bố là bố làm gì đấy? Nó một cái sai. Ừ. Đấy, bố đấy. Bố đẹp không? Đẹp không? Và ở khu vực có dịch, tăng cường sức khỏe bằng cách ăn nghỉ ngơi hợp lý và rèn luyện cơ thể. Toàn dân hãy tham gia phòng chống rác vì sức khỏe của cộng đồng và của chính mình.